9, 10, 11, 12, 13, 14 nè, 15, 16, 17, 18, 19 nè, 20 nè, 21 nè, 22, 23 nè, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Ôi má ơi. Thôi không được rồi. Anh đang bên anh Tiến mày bắt con chó chạy về. Không được, con không biết đường luôn nữa nè. Nghe nè. Giờ không biết đường đúng không? Anh mạnh tay đi. Em không có sợ, bởi vì dư trái mà. Không có cây giật hả? Không. Nè, cái trái này bỏ luôn nè. Rồi để con cặp này nè. Con cặp này bỏ luôn nè. Con cặp này bỏ luôn, trái luôn cho em nè. Trượng trái, trái trái của mình ha. Trượng trái thôi. Rồi cái trái này bỏ luôn nha, trái trên kia bỏ luôn. Mấy trái nhỏ nó bỏ. Trái nhỏ nó bỏ hết giùm em đi. Bẻ cho ra cho nuôi được mấy trái này. Quá trời quá đất. Hết đi đường. Hết đi đường bẻ rồi. Bây giờ phải có đường xe. Cái này bây giờ á, nếu mà trường hợp chừa nhiều quá đó là nó cũng hút cái cây mình nữa. Chừa bây giờ tầm khoảng dao động tầm khoảng 50 thôi. 50. Rồi bắt đầu á, tầm khoảng mà trái cỡ khoảng tầm khoảng từ 45 50 ngày. Anh dọn xương cái nữa. Bên ngoài là nó chừa trăm mấy à, nó cũng vô trăm mấy à. Ừ. Là anh vừa chừa trái đẹp không đó. Chứ bây giờ như cái cây này là 75 trái mà nãy giờ là mình có tiễn rồi đó nha. Tiễn sáng giờ nếu mà tiễn vậy là có mười mấy trái đó. Ừ. Không nổi đâu. À, những cái nhánh này làm tí đây nè, cái nhánh nhỏ là đúng không, mà anh để 5 trái thì 3 trái ngoài đây thì em thấy ổn rồi nè, đúng không? 2 trái này bỏ nè, 2 trái này đã rút rồi nè. À, chưa coi thử cây này sản lượng trái đủ không, cây này chắc cần tới 50 rồi, 50 mấy gì vậy? 1, 2, 3 3, 5, 6 6, 8 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 40 là một dách như bản này nè. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56. Cây này tầm khoảng từ 60. Cái này bỏ luôn. Cái này bỏ luôn nè. Đó. Cái này. Hai cái này bỏ luôn nè. Không, cái này, cái này. Cái này đó, là anh coi thử là nè. Anh thấy cái cuốn nó khác với cuốn này không? Nhỏ cuốn này không? Ở trên nó bị teo đó, thấy không? Đó, mấy cái trái đó là nó cái cuốn nó nhỏ quá, nó không có đủ chất lượng để nó mang trái đâu. Nè. Như cái ông này vậy nè, cuốn nó nhỏ nè, nhỏ xíu à, cái cuốn người ta phải gà, anh thấy gõ gà không, đồng thanh đồng thủ không, đó, cái cuốn vậy đó, mang trái này thì quyết rồi, đó, còn ví dụ như cái cuốn nè, điều học, bây giờ mình thấy nó phân học có điều chưa, trái này bỏ luôn rồi nè, lứa sau rồi nè, bây giờ để 40 trái trong ngoài hả? Cái trái đã bỏ nhỏ luôn, bỏ luôn đó. Rồi. Bỏ luôn nè. Bỏ cái trái nhỏ trên đầu đó. Đó. Đùm hai trái này cũng bỏ được. Bốn trái là bẻ cho nó luôn. Cho nó được ba trái kia. Bỏ trái này luôn. Cho luôn được ba trái kia. À. Chứ để cái này nó mấy hàng cấp à. Thiệt tình cái nhánh bao nhiêu chứ? Bẻ cái em không được bẻ. Ủng quá ủng. Bẻ cái trên. Bẻ cái này. Cái nhánh này nè, ăn xong rồi đúng không? Cưa bỏ cái nhánh này luôn đi. Cái nhánh này sau này nó cũng ra trái cũng không chất lượng. Ngộ đời lắm. Tính bữa này bữa cây nhỏ này. Cái nhiều bữa đặt nhỏ.
đi được rồi đó. Trời ơi trời. Em nói anh từ giai đoạn này là bắt đầu là hai cái này, cái này cái nhỏ bò bỏ cúng à. Thì cái nó cũng nhịn cũng kỳ hơn ra nữa. À, bởi vì ra mình anh coi anh đi đừng có chừa lại một hai ba khổ, chừa một khổ cái đợt sau anh sập là cái gì anh tích bảy chín đó lớn cái bảy chín canh si bò kẽm rồi với khu quýt gì đó khu quýt khu quýt với đồng kẽm đúng không đúng rồi. Đợt sau á, đợt sau anh xịt cho em vẫn là cái đó đúng không? Nhưng mà anh cộng vô cho em thêm cái hàng cái chai gỡ ba, cái chai gỡ ba sinh học á, đặng cho nó sửa cái tướng trái lại. Dạ. À. Giai đoạn này bắt đầu là sửa quyết liệt nè, cho em hai cử liền luôn nha. Gỡ ba sinh học á, đặng xịt vô đặng cho nó kéo á, kéo hồng, nó kéo học ra. Còn dinh dưỡng á, dinh dưỡng không gài anh đi sao rồi? Cử 367 nè với cái canxi đó. Canxi. Rồi mới tưới thuốc thùng chủ qua. Chuyển qua. Gãy 5 ngày tưới thuốc thùng 5 ngày. Biết về nè, các bạn mít lên nhà bán bỏ. Vậy nào bây giờ sắp tới đây á, thằng Duy 6 này nè. Với thằng Thái luôn. Dạ. Cố gắng là khoảng 6 7 ngày đi dinh dưỡng. Không biết. Tứ xong rồi gãy phân, tứ xong gãy phân. 6 7 ngày, 6 7 ngày ha. Đúng rồi, 6 7 ngày chứ đừng có chờ tới khoảng 10 ngày. Tại vì cái giai đoạn này là nó gọi là nó mình hết sợ nó gọi là nó rụng rồi. Bây giờ giai đoạn này là cái giai đoạn để thúc cho nó nở học nè, nhanh nở học ra. Giai đoạn này nếu mà trường hợp á mình thúc mà gọi là hơi trễ cái dinh dưỡng á thì khi mà nó rơi vào khoảng từ 55 ngày. Số này hết lớn ba mấy 40 ngày đó. Cái này là khoảng 35. 35 ngày trên 35 ngày nè. À. Thì giai đoạn này trái đó là 40 đó. 40 đó, cái này 40. 38 40 lên đó. Hai cổ. Hai cổ. Nhưng mà thật chắc là hai cổ này á, thì nó cũng không chênh lệch nhau quá nhiều. Chênh lệch nhau khoảng tầm khoảng tầng à. Nói chung là cắt cổ trước cổ sau là ok à. Không gì chứ. Này đi dinh dưỡng quyết liệt lên. Cái trái nhỏ nó bỏ không đi anh? Nó bỏ anh bờ nữa. Thôi bỏ anh bờ đi đạp chết luôn. Nha, nó tung lên rồi quay ngang cái gai nó gai trò dồ gai gai mà gọi là gai sụ riêng gai bự vậy nè. Cái quay ngang bắt đầu cái trái nó không có nặng tí. Còn mình ở đây là giai đoạn này là mình sửa hình thức là sửa dinh dưỡng, bởi vì ra cái gai hầu như gai nhím không. Trái nó sau này sẽ bự rất là bự. Cái đường bốn trái đây nữa bẻ hai trái cây này coi chừng thiếu trái nha, bẻ nhiều quá là thiếu quá nha. Cái này còn anh đẩy cây này nhiêu ba bốn có 50 năm mấy trái đó. 3 nè, 4 nè, 7 nè, 9 nè, 10, 11, 12 nè, 13, 14, 15, 16, 17 nè, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 thì khúc dưới đây, cây này tỉa tầm khoảng 5-6 trái nữa thôi. Cây này 5-6 trái nữa thôi. Chữ 4 trái nè, đang trái nè, cây này đừng có tính nhiều quá. Anh biết sợ không? Dạ, cái cây tơ này nè nha. Dạ. Cái cây tơ này á, anh làm sao anh chừa lại cho em tầm khoảng dao động cỡ khoảng từ 45 độ lên. Dạ. Tại vì này, thứ nhất là cây của mình nó đủ lực nè. Dạ. Gốc bự nè, nhánh bự nè. Với hai nữa, nếu mà anh chừa cái số lượng ít á. Cây nó lực rồi. Cây nó lực quá, quay ngang mất độ vô heo cái nào cái thiết. Những cái nhánh đầu riêng nè bà. Thấy thấy ơi. Mấy cái
giai đoạn này á, thằng mũi con này á, không phải 16. Khỏi tiễn luôn. Khỏi tiễn luôn. Thôi tao về ạ. Anh tiễn là nó sau này thiếu trái. Nó còn rụng, giai đoạn này là chưa chắc ăn. Tại vì á, nó rơi vào khoảng tầm khoảng từ 50 cho đến 60 ngày. Trái khoảng 1 kg, 1 kg rưỡi. Nó vẫn còn rụng. Bởi vì ra giai đoạn này anh cứ để im đi, cũ thả đi. Thả cho nó chỉ coi cái dàn đọt thôi ha. Đúng rồi, coi cái dàn đọt thiên sư dùm em thôi. Thái này cứ việc để im nguyên nó đi, đừng có tỉa nhiều quá. Nhiều quá là nó thiếu quá. Mẫu trái ok đó. Mình thấy Thái chậm. Nó chậm lắm. Mà yêu cầu nó lọt qua tầm khoảng từ 55 ngày lớn nha. Bắt đầu anh coi nó. Nó lớn một cái. Nó tẩy cái màu gai nó xanh. Cái thứ hai nữa, cái cây của anh mà ví dụ như nó có gồng nhiều đúng không, nó tẩy luôn. Trái gai thấy không? Cây gai. Cái cây này là em cắt bơ trước nè. Cây từ cây này nè qua tới em đã bắt thử cắt bơ trước đó. Cũng đi gai gì cũng gai chứ. Anh làm mùa là tội thì không, cây này gán nuôi đi tới ấy, cái nào mình làm nghịch lại. Nghĩa là mình làm cấp đầu tiên á, là mình làm cho nó thần đi. Ủa cây này trái nhỏ còn nhiều quá anh Tuấn ơi. Trái cổ hai ha. Ừ, trái cổ hai nhiều quá kìa. Trái này bỏ, trái đó bỏ, trái đó ba trái. Ồ. Cái này dư nè. Dư trái nhưng mà mình tính nhóm dây cái đi rồi mình rửa xương cho nó chọi lên cái đi rồi mình dễ rửa. Không ra liên tục luôn đó, nhóm tới đâu rửa tới đó, nhóm tới đâu rửa tới đó, rửa luôn đi. Dạ. Cây này thì nói chung là trái chăng bữa nay thấy ok rồi, gai nó xanh, trái nó đều. Cái này để cái nhỏ. Bỏ trái nhỏ luôn, bỏ luôn. Cái trái nhỏ trên đây bỏ luôn nè. Đó. Nếu mà trường hợp anh có chừa thì anh chừa trái trong, bỏ trái nhỏ luôn. Dinh dưỡng thì đi khoảng từng lãi đi dinh dưỡng lần đi. Đừng có để cho nó hụt. Cái quay ngang bắt đầu mình giờ thằng này mình tiết thì cái nó lớn nhanh luôn nè, buông luôn, không tiết đâu. Ba trái nhỏ này nó còn không cùng nữa này nhá. Cây này 6, 7, 8, 9, 10, 11. Còn nhiều lắm. Bỏ, nếu mà được bỏ 5 trái đó luôn. 5 trái nhỏ đó bỏ luôn. Bỏ luôn. Con cây này cũng không bự. Tại vì nó đi cái cổ sau rồi, cây của mình nó đi một cổ thôi cho dễ xử lý. Vậy cho nó nhẹ chống cây. Đây nè, rồi đây nè. Hay nè. Trái nhỏ bỏ luôn. Trái nhỏ bỏ luôn đó. Rồi thôi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Ở đó bẻ cái quay ngang bẻ trơn trái đi. Đó. Cái đều nhau vậy là được rồi đó. Nó nâng lên chứ không chứ. Vô đá nó cũng khoái nè hả? Ừ, vô nhìn vô mẫu trái cũng khoái. À nó cổ nhìn thấy nhãn chết luôn. Chắc nó phát nè. Không. Có phát. Phát. Đây cái này phải lấy đó. Nếu mà phát cái là quay ngang bắt đầu nó ấp phát. Cứ dán qua bên kia. Qua tới không có tới buổi chiều, đừng có tới buổi chiều. Bây giờ đất này nè, đất này nó còn độ ẩm nè. Bây giờ nếu mà trường hợp tứ á, ngày mai sáng ngày mai hả tứ, đất này còn độ ẩm mà. Ngày mai đi sáng ngày mai hả tứ xương nó một cái.
Ồ, trái gà tính này lớn nhanh nha. Chạy trái nhanh. Bỏ trái đó luôn. Bỏ trái luôn đi. Còng đít. Dữ rồi, cái này dữ rồi. Cuốn mặt. Cuốn mặt ok. Trái gai nó cũng được. Sâu nó cạp. Không phải sâu. Phải không? À, em trên đó đó, em đạp cái giò hả? Ủa vậy hả? Vì mình không tét cái trái mà nó tét gãy gai. Giống dính này nè. Cho nó bước xuống đạp. Đó cái gốm máu rồi đó. Lá mà cây nó. Con chưa. Cây nó còn lá. Cây nó có những chưa này chưa này nha. Bữa nay đi sao? Thấy anh ơi. Không chặt bữa nay chắc đồ về lá trên. Mọi giai đoạn này là cái giai đoạn cái bộ lá này là nó quan trọng lắm. Ừ. Để trái nuôi cái trái mình bộ lá mà nó xì gọn cái thì thôi rồi luôn. Tương là giùm em cái đi thì nãy giờ nói đắt cái biết còn sao quá bắt đầu đi lượt xương xương lại cái quằn khéo khéo nghe cái nhánh nhỏ quá chưa có nhắm mấy cái này nhắm hai hơi rồi nhắm kỹ hai cái dưới cái nào nó nặng trước thì nặng trước. Hoàng Anh luôn hả? Bánh giống dễ dài hơn cột chút trên đó cái đầu cột 4-5 giây mình đo trên phòng thứ gì đó đo cái khoảng đó cái đầu cắt ngang đó cột trên đó cái xuống đây mình cột thấy ở trên cao quá thì chơi vô phổi. Coi cái video của em không? Chịu quá. Ổng có cái cây nè. Ổng chọt vô. Móc lên, cuột, xiết lại, kéo lên cái. Ổng đứng trên cái đó rồi. Ổng móc vô nhánh này. Ổng có cái cây, ổng cứ móc gì này, cái gịch lên về cái cọng dây nó móc lên đây. Ổng kéo lên, cái ổng cuột lại cái ổng gịch vô cái. Kéo lên cái nhánh là rồi đó. Mau hơn à. Em chịu mình chèo tới vô luôn. Ừ, chứ chèo cây chèo gì nổi. Chèo qua chèo lại. Thái trái đều à. Thấy không? Thì bon trái ngon lành. Cái này hồi đó nó thiếu bọc rồi mà giờ nó dư. Dư trái. Nó xì bon. Trời dư trái. Qua mấy cái bọc dịch của nó rồi. Đây coi dịch nó.